hội phản công cho các cầu thủ Iran. Rất trống trải và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Iran. Đó là sự nguy hiểm của đội bóng số 1 châu Á. Và người ghi bàn là đội trưởng Hassan Zadeh. Một pha phản công phía các cầu thủ Iran. Mỗi khi có cơ hội họ có những pha dứt điểm rất hay. Và bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Iran. 2-0. Cơ hội, khoảng trống đã mở ra. 1-2. Rất hay. Những nỗ lực của đội, nhưng lần này họ phải đối mặt với một tình huống phản công. Và bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Iran. Rất chính xác. Và một lần nữa lại là một tình huống phản công của đội bóng đỏ. Chúng tôi đã nói nhiều đến việc các cầu thủ Iran phản công hay đến như thế nào, và đó là một minh chứng rất rõ rệt. Cú đá phạt ở đây, Rakhmatov. Đó là một cú đá ngay. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Uzbekistan. Một lần nữa trong trận đấu này thì họ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn Uzbekistan. Cơ hội, cơ hội và quá hấp dẫn. Thực sự là quá tuyệt vời. Rất nhiều sơ hở và đây là cơ hội. Ở đây kỹ thuật. Cơ hội vẫn còn. 4-3. Với tổ đấu này không được. Bóng vẫn còn. Và như vậy là tỷ số là 5-3 cho đội tuyển Iran. Rất khó tin trong tình huống vừa rồi thì Hassan Zadeh vẫn có thể cứu được bóng và chế một mức độ hợp lý mà thôi. Cơ hội. Và như vậy là bàn thắng thứ 6 đã đến với đội tuyển Iran. Mahdi Javid. Pha lập công đưa bóng đi trúng cột dọc. Cơ hội không được. Và đi giờ thì đã có bàn thắng thứ 4 dành cho Uzbekistan. Bàn thắng còn gì để mất nữa. Thêm một lần nữa là một tình huống dứt điểm ngay. Và bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Iran. Pha dâng cao vượt rồi. Được ăn cả, còn ngã thì về không. Cơ hội và bàn thắng thứ 8 rồi. Rất hay. Tiếp tục là những cầu thủ áo trắng. Cơ hội, bàn thắng thứ 5 cho Uzbekistan. Rất tuyệt vời cho những nỗ lực của Uzbekistan. Dành cho bóng chết là không nhiều. Đã có khoảng trống. Một bóng rất nguy hiểm. Cơ hội. Đã có bàn thắng thứ 9 cho đội tuyển Iran. Bản lĩnh vẫn lên tiếng. Và đó là lý do vì sao anh đã có một pha xử lý thủ thành bên phía đội tuyển Iran. Vẫn là Choriyev. Có quay trở. 7-9. Những giây cuối cùng cho những nỗ lực cuối cùng. Bàn thắng thứ 8 cho Uzbekistan.